Xin chào mọi người đến với kênh YouTube Bền Family AU. Xin mời mọi người hãy cùng gia đình Bền khám phá cảnh đẹp và cuộc sống quanh ta. Hello mọi người, mọi người có khỏe không? Hôm nay gia đình Bền xin giới thiệu đến mọi người về thành phố Rapid City ở South Dakota ở Mỹ nha. Gia đình mình đến thành phố vào ban đêm, được anh họ của ông xã đến đón và cho về nhà, đãi mình một bữa ăn giác bì rất là hoành tráng luôn nè mọi người, thấy ngon không? Điểm đầu tiên mà mình đi tham quan ở thành phố này đó là đài tưởng niệm quốc gia ở trên núi Rushmore. Nơi đây có một tác phẩm điêu khắc rất là khổng lồ, được chạm khắc trên mặt đá granite và cao từ 18 mét của bốn vị tổng thống này, đó là George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, Abraham Lincoln. Bốn vị tổng thống này là đại diện cho sự ra đời, tăng trưởng, phát triển và gìn giữ của nước Mỹ. Bốn bức tượng này được điêu khắc từ năm 1921, nhưng đến năm 1941 mới được hoàn thành. Và nó được nằm trên một ngọn núi cao 5.725 mét so với mặt nước biển đó mấy bạn. Và gia đình mình đã có một trải nghiệm rất là lý thú, đó là được trải nghiệm trực thăng cho chuyến tham quan toàn bộ cảnh núi ở đây. Chuyến tham quan này của mình là khoảng chừng 15 phút và giá tiền cho một người cho chuyến tham quan này là 90 đô Mỹ. Đối với một chuyến đi cho 3 người, nhưng nếu mà bạn đi một người thì nó sẽ mắc hơn, đó là khoảng 120 đô Mỹ cho một người. Từ trên trực thăng bạn có thể được nhìn được toàn bộ cảnh bao quát của ngọn núi này và bạn có thể nhìn kỹ được bốn bức tượng điêu khắc của bốn vị tổng thống Mỹ này. Ngồi trên đây Bờm cũng, tại vì có lần đầu tiên đi nên Bờm sợ lắm. Bờm ngồi rất là nghiêm chỉnh, không dám nói chuyện gì hết. Và có đôi lúc Bờm cũng phải ngủ vì Bờm sợ nhìn trên độ cao. Nhưng mà khi mà bạn được trải nghiệm thì bạn sẽ rất là vui, rất là thích thú khi mà mình ngồi trên cao có thể nhìn được thấy toàn bộ cảnh núi rừng như thế này, rất là vui đó bạn.
Và đây là dụng cụ mà những người điêu khắc họ đã dùng để làm cho tác phẩm điêu khắc của họ đây nè mọi người. Seven Plus General Store là một cái hồ nước rất là đẹp ở nơi này, nhưng mà nó không có nằm trong chuyến đi của mình nên mình chỉ có dừng lại để chụp có một tấm hình thôi là mọi người ơi. Và đây mới đúng là nơi gia đình mình muốn tới, đó là Nicklick Highway. Nó là một con đường có rất là nhiều khúc quanh cua, và nó có một con đường hầm rất là nhỏ, chỉ vừa cho một chiếc xe một chiều đi thôi. Nó được xây từ năm 1922. Nó cũng là một địa điểm mà khi mọi người tới thành phố này du lịch nên tới để tham quan. Nó rất là đẹp. Và trước khi chia tay thành phố này, mình đã tới Capella Store, nơi đây chuyên bán về các thiết bị săn bắn, bắn súng, câu cá và đồ dã ngoại. Và mình đã được cầm thử cây súng thiệt luôn nha mọi người. Nó nặng, vô cùng nặng luôn đó. Tại vì dân Mỹ thì họ được mua súng để ở nhà, cho nên ở nơi này họ đã bán súng thiệt cho mọi người. Vậy là xong một chuyến đi tham quan thành phố Brubbit ở Mỹ của gia đình mình rồi. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha. Nếu mà mọi người cảm thấy hay thì hãy bấm like và để lại bình luận cho cái video này của mình nha. Và nhớ bấm đăng ký kênh giùm mình nha. Cảm ơn mọi người nha.